Giờ đây không khí Tết ở Hà Nội bắt đầu rộ lên khi đào bắt đầu ra phố. Các vườn đào ở phường Nhật Tân, Phú Thượng và khu vườn đào, quận Tây Hồ, Hà Nội cũng đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Một phần do yếu tố thời tiết, một phần do người dân chơi đào sớm nên đào Hà Nội đã rơi vương mang không khí Tết đến với nhiều gia đình. Lâu nay, con phố Lạc Long Quân, quận Tây Hồ nổi tiếng bày bán các loại đào thế mỗi khi Tết đến xuân về. Năm nay, các chậu đào với thế độc lạ đã được nhiều khách tới tận vườn tham quan khảo sát giá, trong đó nhiều người đã nhận được đơn hàng đặt mua thuê đào. Ở ngã tư Lạc Long Quân, An Dương Vương, gia đình ông Công Văn Tuấn, tổ 22, cụm 3, phường Phú Thượng đã đặt hơn 50 chậu đào thế. Đào của chúng tôi thì nói chung là mỗi năm thì năm nào cũng đào đẹp, đào to, đào bé nó đều có hết. Và nói chung cái giá nó như cái này cái từ tầm cỡ từ 8 đến 10 triệu. Nó cái to, gốc to trước thì giá nó cao hơn một tí. Nó dao động nhiều mức lắm chị ạ. Ví dụ như những cái giá nó dao động khoảng tầm từ 10 triệu cho đến 30 triệu. Mặc dù năm nay không được thuận lợi cho việc chăm sóc và giữ cho đào nở đúng độ, tuy nhiên các nhà vườn đều đang thực hiện các bí kíp để chăm sóc đào ra nụ, bung hoa đúng vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Có nhà thì mời hết tất cả vườn ra, có nhà thì hạn chế tưới nước. Đấy, nhưng mà những cái mẹo vặt đấy thì là nó sẽ dẫn đến là những cái nước hoa đầu tiên nó sẽ không được tươi. Khi nào mà mình mang về mình tưới nước đầy đủ thì lúc đấy là đào nó hồi. Cái nước hoa thứ hai thì nó sẽ tươi và nó đẹp hơn. Hiện tại, đào đã lên phố. Công việc làm vườn cuối năm của các chủ vườn đào tuy có bận rộn, nhưng cũng thêm phần nhộn nhịp, hứng khởi. Họ vừa làm vừa hy vọng thời tiết thuận lợi hơn, bán được nhiều cây hơn để gia đình cùng đón một cái Tết no ấm, sung túc. Bát Tràng hiện có khoảng gần 700 hộ sản xuất kinh doanh gốm sứ, nhưng mới chỉ có khoảng 50 hộ đăng ký thành lập doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Đại diện Hiệp hội Làng nghề cũng cho rằng, hầu hết các hộ quy mô sản xuất tương đối lớn đều không mặn mà với chuyển đổi thành doanh nghiệp.